Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã tiếp tục theo dõi kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng. Đây là kênh chia sẻ thông tin độc lập, khách quan và hoàn toàn miễn phí. Ở video này thì Hương muốn chia sẻ với các anh chị 3 điều kiện tiên quyết để quyết định một bộ hồ sơ diện tay nghề Canada thành công hay không. Đầu tiên đó là một nhà tuyển dụng tốt và một công việc phù hợp. Bởi vì một nhà tuyển dụng tốt và công việc phù hợp nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều nếu như mà các anh chị muốn đi đến con đường là PA thường trú nhân sau này. Thì khi mà các anh chị chúng ta trao đổi phỏng vấn, thỏa thuận với lại nhà tuyển dụng, các anh chị sẽ được trao đổi về vấn đề thời gian làm việc, mức lương, cũng như là điều kiện mà chúng ta sẽ làm việc, vị trí công việc và địa điểm làm việc nè, và mô tả những gì mà các anh chị cần phải làm cho công việc đó. Thì cả hai đồng thuận với nhau thì nhà tuyển dụng chấp nhận việc các anh chị và cấp job offer, và các anh chị cũng đồng ý nhận việc. Tuy nhiên là trong một số trường hợp không may mà chúng ta gặp phải những nhà tuyển dụng họ không tốt, thì khi sang Canada, thứ nhất là có thể thời gian làm việc nó khác với những gì mà các anh chị đã được thỏa thuận nè, hoặc là cái địa điểm làm việc nó cũng không có giống như là các anh chị đã thỏa thuận trước đó, vân vân, thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý làm việc của các anh chị, và thậm chí là các anh chị khó có thể theo đuổi công việc đó đến khi mà các anh chị đủ cái thời gian kinh nghiệm để mà mình có thể xin được PA thường trú nhân. Thứ hai đó chính là một bộ hồ sơ về kinh nghiệm thật là đầy đủ. Thì kinh nghiệm ở đây tức là kinh nghiệm làm việc của các anh chị hiện tại ở tại Việt Nam nó sẽ phù hợp với lại công việc mà các anh chị sẽ làm ở tại Canada. Thì một bộ hồ sơ kinh nghiệm đầy đủ chính là các anh chị có tất cả những cái giấy tờ cần thiết để chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình. Ví dụ như hợp đồng lao động nè, bảng lương, sao kê tài khoản chuyển lương nè, bảo hiểm xã hội nè, thuế thu nhập cá nhân nè, vân vân. Thì hội tụ đầy đủ tất cả những cái yếu tố đó, nó sẽ làm cho bộ hồ sơ của mình nó tươm tất và đầy đủ hơn. Thì nó là một trong những cái điểm cộng khi mà các anh chị nộp hồ sơ theo diện tay nghề. Thứ ba đó chính là điều kiện về tiếng Anh. Thì Hương đã có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong hầu hết các video chia sẻ về diện tay nghề Canada. Tuy nhiên là các anh chị vẫn hỏi Hương là có cách nào khác hay không, và có thể nào mà các anh chị sang Canada rồi vừa làm vừa học được không. Thì theo Hương nghĩ là không nên. Tại vì ở đây các anh chị có thời gian, các anh chị có khả năng, các anh chị tiếp thu nhiều hơn mà mình không học được, thì sang Canada các anh chị vừa làm việc vừa học thì chưa chắc là các anh chị đã có thể học được IELTS. Và đồng thời là các anh chị cũng cần phải hiểu rằng để mà đi được tới con đường là định cư sau này, PA thường trú nhân, thì chắc chắn các anh chị cũng phải có tiếng Anh, nó không có một cái trường hợp ngoại trừ nào cả. Chính vì vậy mà các anh chị học bây giờ, các anh chị biết được khả năng, năng lực của mình thì nó vẫn sẽ tốt hơn. Và khi mà các anh chị có IELTS để mà mình nộp vào hồ sơ thì nó cũng làm cho bộ hồ sơ diện tay nghề của mình đến IRCC nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Các anh chị cần phải thật sự lưu ý rằng có một trong những lý do mà tại sao có nhiều trường hợp các anh chị chúng ta đã không đạt được mục đích của mình, có thể nói là bị lừa đảo, là bởi vì các anh chị cố gắng đi tìm một con đường khác. Như nêu ở trên là các anh chị vẫn nghĩ là nếu như không có tiếng Anh thì chắc chắn sẽ có một cách khác. Và chính vì vậy mà khi một đối tượng nào đó mà đưa ra cho chúng ta những cái lựa chọn nó quá dễ dàng đi và quá thuận lợi đi, rồi chi phí nó lại thấp, thì đã làm cho các anh chị bị cuốn hút theo nó, mà các anh chị quên mất là tiếng Anh nó là một cái điều kiện quan trọng đầu tiên đối với lại Canada. Thì để được tư vấn cụ thể hơn cho trường hợp của gia đình mình, các anh chị vui lòng liên hệ với Hương qua thông tin số điện thoại sau, có sử dụng Zalo, Viber, WhatsApp và Telegram. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.